Khách hàng hỏi nhưng không mua thì phải làm sao à? Ôi trời ơi, người ta hỏi mà mình cứ đi trả lời các câu hỏi của họ thì đương nhiên là họ sẽ không mua rồi. Nên là mình muốn người ta mua hàng thì mình phải là người hỏi, người ta trả lời thì người ta mới mua. Hãy nhớ bộ câu hỏi phỏng vấn khách hàng. Chúng ta hãy đặt câu hỏi liên quan đến hiện tại của họ để tìm hiểu cái tình trạng hiện tại của họ ra sao. Hỏi câu hỏi liên quan đến quá khứ để xem là họ đã xảy ra cái vấn đề đấy lâu chưa, họ đã dùng những giải pháp nào rồi, và đã dùng những giải pháp đấy rồi mà tại sao vẫn chưa có thể là giải quyết được vấn đề. Và tiếp là hỏi những câu hỏi liên quan đến tương lai, hỏi họ có muốn được mình trợ giúp, được mình kèm để giải quyết cái vấn đề của họ thông qua sản phẩm của mình hay không. Đấy, phải có ít nhất ba nhóm câu hỏi như vậy. Thế là trong cuộc giao tiếp với khách hàng nha, thì bạn mà là người hỏi để khiến cho họ trả lời, họ nói ra các vấn đề của họ ấy, thì lúc đấy thì tỷ lệ bán hàng của bạn mới cao được đấy. Thế ví dụ như là người ta không nói, người ta bảo thứ tốt nhất là bán giá là bao nhiêu, giá là bao nhiêu, người ta có cái người ta không quan tâm đến cái việc là mình thấu hiểu vấn đề của họ như nào. Bạn hoàn toàn có thể quyền lấy cái quyền từ chối họ mà nói là mình thực sự là mình không không thể bán hàng, không thể mang cái sản phẩm của mình để trao cho những người mà thực sự là mình chưa hiểu rõ là sản phẩm của mình có thể giải quyết được hay không. Nên là gì ạ? Là mình rất là cần cái thông tin vấn đề của họ để mình tư vấn chi tiết cho họ. Nên là bạn có thể đánh mất đi một vài khách hàng cảm thấy rất là tiếc vì cách làm đấy của mình, nhưng mà khi bạn làm quen với cái cách làm mà mình rất là chỉnh chu trong khâu bán hàng, là phải tìm hiểu vấn đề, là phải cho họ thấy được cái hiệu quả vấn đề, thậm chí kể cho họ cái câu chuyện thành công của sản phẩm, thậm chí có thể là nói cho họ là cái nỗ lực mà họ cần phải bỏ ra nếu như sở hữu cái sản phẩm của mình mà muốn đạt kết quả. Bạn làm chắc như vậy thì ai mua hàng của bạn thì tỷ lệ người ta đạt được hiệu quả cũng sẽ cao, và từ đó họ quý bạn vô cùng, họ mua lại, họ giới thiệu người khác. Nên tùy bạn, bạn muốn làm qua loa để còn có thể là ăn xổi, hay là bạn muốn làm chi tiết để có những khách hàng trung thành thì tùy bạn nhé. Nhưng mà bộ câu hỏi để phỏng vấn khách hàng là rất quan trọng, đừng để người ta hỏi để mình trả lời, lúc đấy mình sẽ thấp thế hơn, mà mình phải là người hỏi họ, giao tiếp với họ, thậm chí là mình phỏng vấn họ. À, nếu bạn thấy câu trả lời này cũng hay hay, cũng ấn tượng thì click vào nút like phía dưới nha, hoặc là không thì click dislike luôn cũng được, không sao cả. Có điều gì chưa rõ thì các bạn cứ tiếp tục comment xuống. Tiếp này, làm sao để có nhiều đơn lẻ, cách có nhiều đơn lẻ trên online. Đơn lẻ trên online, bạn muốn là trên online thì cụ thể kênh nào? Kênh YouTube, kênh Facebook, kênh TikTok, kênh Zalo hay kênh thương mại điện tử? Tôi ví dụ như là gì ạ? Ví dụ như là kênh 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 TikTok đi. Bạn muốn có nhiều đơn lẻ trên online là kênh TikTok đi. Thì bạn phải xây dựng một cộng đồng người hâm mộ của mình trên TikTok, đấy là hướng số 1. Hướng số 2 là bạn gì ạ? Làm thẳng với sản phẩm của mình. Thẳng sản phẩm của mình. Bạn làm kênh và bạn làm thẳng luôn sản phẩm của mình là gì ạ? Và suốt ngày là bạn sẽ lên để bạn gì ạ? Khoe sản phẩm của mình trên đấy. Bạn show sản phẩm của mình trên đấy. Và thậm chí là những cái video hài gì đó thì bạn cũng lồng ghép có cái sản phẩm của mình trong đấy, video kịch nào đấy cũng lồng sản phẩm của mình trong đấy, cái gì cũng lồng luôn sản phẩm trong đấy để bán trực diện. Thì đấy là một cái cách. Nhưng có một cái cách số 2 nữa, cách này có thể là khiến bạn ra đơn hàng chậm hơn, nhưng khi nó đã ra rồi thì người ta mua hàng, thậm chí mua hàng theo lời khuyên chốt sale rất là dễ. Đó là bạn hãy xây dựng trước cái cộng đồng ở trên đấy. Ví dụ như bạn đang bán cái sản phẩm liên quan đến cái gì ạ, đến liên quan đến chị xoang mũi đúng không nhỉ? Thì tức là đấy là vấn đề về sức khỏe rồi. Bạn hãy xây dựng một cái cộng đồng trên đấy là những người follow mình thường xuyên xem video hướng dẫn về sức khỏe của mình, không chỉ sức khỏe liên quan xoang mũi mà sức khỏe liên quan đến là gì ạ, là táo bón, là gì ạ, là tim mạch, là thận, tất cả những yếu tố liên quan sức khỏe. Thì cái kênh đấy của bạn có quá nhiều kiến thức về sức khỏe rất là hay để người ta thường xuyên người ta xem trên đấy. Và nhớ nhá, là kênh đấy phải có hiện diện khuôn mặt của bạn, chứ đừng có, không phải là các bạn cứ cho chữ chạy là được đâu, phải có khuôn mặt của bạn ở trên đấy nữa. Nên là 10 video mà chữ chạy ở đấy là ít nhất có 22 video khuôn mặt của bạn, để lúc đến lúc mà bạn bán hàng ấy thì bạn xuất hiện khuôn mặt của bạn ấy thì nó mới tăng cái uy tín lên được. Thì lúc đấy thì đơn lẻ mới nhiều được, người ta sẽ mua hàng vì lời khuyên, và lúc đó thì bạn sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Chứ đừng để lúc nào cũng khiến người ta mua hàng vì sản phẩm, là như vậy mệt lắm. Suốt ngày đi giải trình với khách hàng, suốt ngày phải so sánh sản phẩm của mình với sản phẩm người khác mệt lắm. Vì mình là duy nhất nên hãy sử dụng lợi thế là chính mình, thấy chưa? Bán trên YouTube đấy, bán trên Facebook đấy, phải khiến cho người ta thích mình, quý mình, phải học được điều gì từ mình trước đó đã. Sau đó khi mình giới thiệu một sản phẩm gì đấy thì nó chỉ là một gợi ý tăng thêm thôi, thì lúc đấy mình bán nó rất là dễ. Rồi, có câu hỏi về kinh doanh nữa, tiếp tục comment xuống dưới, thầy Diệu sẽ giải đáp giúp các bạn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu quý thầy Diệu thì đăng ký kênh YouTube này để cho kênh của thầy Diệu lên nhanh chóng con số là 100.000 người đăng ký để nhận cái nút bạc của YouTube nhé. À, nếu bạn đang xem cái này ở trên gì ạ? Trên trên điện thoại nhá, thì bạn để ý xem là có chữ mở ứng dụng không? Nếu có chữ mở ứng dụng và kích mở ứng dụng
thì bắt đầu bạn mới sang được cái app YouTube. Thì app YouTube đấy thì bạn mới có thể là đăng ký kênh, mới có thể là click vào nút comment gì đó được.